Rồi, xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay em lại giới thiệu cho mọi người một cái lô khoan 3 ly hàng rất là đẹp nhé. Hàng này như của thằng Sandvik xem. Rất là đẹp. Phú tin màu tím nhé, chưa mài zin 100%. Me vẫn còn đẹp nhé. Thì bác nào cần hết cái lô này khoảng tầm 600 hơn 600 cây đấy. Vậy 600 đi. 3 ly nhé. Nếu mà trước làm rồi thì cần mình liên hệ lại nha. Rất là đẹp. Me dài 65. Tổng chiều dài 65 ly. Bác nào cần thì liên hệ em. Để hết lô cho. Này nó khoan thép cứng, thép đúc áp lực, thép này thép kia inox là ok lắm nhé. Phú tin mà. Đó. Cái lớp phú nó rất là đẹp. Này cái thép vòi thép nó còn cứng, còn bám là đi. Người ta xài có một lần là người ta bỏ, người ta cũng không có mài lại đâu. Me rất là đẹp, me này khoan rất tốt. Ai cần thì nước nhẹ qua cái được. Đó, con này nó rất là tốt chứ. Hàng số lượng các bạn cần thì liên hệ, nó về đều đều luôn. Đặt nào nó cũng về vài trăm cây một. Anh em cần thì liên hệ nhé. Nếu bác nào mua một lô 5-600 cây thì có cần thì em để lại cho. Xem được thì nhớ liên hệ với em để em để giá tốt cho. Bác nào cần mua lẻ thì em bán lẻ 30 đi nhé. Quá đẹp. 600 cây đấy. Tầm 600 cây. Cái này rất là 1,8 thôi, 1,8 thì một nạng nó được, một nạng nó được 36 cây, tầm 36 cây gì đó. Đó, anh em xem được cái đây chia sẻ, đừng quên nhấn vào chuông thông báo đăng ký chọn tất cả các video nhé, chứ đăng ký anh em xem được cái đây chia sẻ ở trên để mọi người biết tới để mua được cái sản phẩm này. Phôi nó còn đang dính đầy chưa gỡ được xem, rất là đẹp. À, xin chào anh em. Nếu em quan tâm thì liên hệ qua số điện thoại 0989 821 011. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi.